nhau rồi, tách nhau rồi. Bây giờ xin mời Penny và Vũ Thịnh. Ok, bạn đưa icon của mình ra. 3, 3, 2, 2 1 thỏ về đây, thỏ về đây. Đây, quả thỏ thân mình. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Đứng em, cùng lên đó. 1:40 ạ, đi theo chiều này. 6:70 nhá. 1:45 ạ, 45. 1:45. Cho 1:50 đi ạ, cho 1:50 đi ạ. 55 chứ. 55. Có động tài yên tâm. Nè, chúng mình thể hiện tinh thần kia đi. Wow. Đây đây đây. Đây, 1:95. Tùng ơi, cố lên, cố lên. Ok. 170. 170 ạ. Không sao, không sao. Nhất phi, nhất phi. Chừng sao, lấy chừng sao. Ok. Lấy chừng sao, 185. Bây giờ chúng mình cùng đến với đội thỏ. Cố lên ạ. Bây giờ, từ từ, từ từ. Ok không, tinh thần ok không? Cố lên, Bách ơi, cố lên. Vô. Ui. 175. Tham gia. Ok. Chừng sao, 170. Tùng ơi, cố lên. Ôi, sư. 2m. 205. Cố lên con. Tùng ơi, cố lên. Rồi. Ok. 1m77. Cố lên, cố lên. Rồi, lấy đà, ok nha. Rồi. 1m92. Xin chúc mừng đội chiến thắng thuộc về đội của Penny. Bình tĩnh, đúng rồi. Cố lên, cố lên. Bình tĩnh thôi, cứ từ từ thôi, cứ từ từ thôi. Tỉ mỉ nha, tỉ mỉ và tinh tế. Bình tĩnh nè. Cố nhặt bóng một số. Cẩn thận. Quả bóng đầu tiên sắp về đích rồi. Kiếm dọc. Rồi. Tỉ mỉ. Lại. Đây, cú ở đây. Chưa chắc ai chắc đâu nha. Bắt đầu. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Kê từ từ hổ rừng. Chú thỏ này bị trượt chân rồi, xin mời chú thỏ đi ra. 1 2 3. 1 2 3. Từ từ nha, từ từ nha. Ôi trời, bắt mồi. Wow. Yeah. 1 2 3. Không, 1 2 3 trước rồi. Còn chạy lên sau cái số 3 đó. Rất tiếc một chú thỏ bị loạn. Chào chú, mọi người dừng nha. Trò chơi tiếp tục. Ôi trời, xong rồi. Thông minh quá con. 1 2 3. Rồi, vì rồi, được ra quyết định là mình là thỏ hay là thỏ. Đồng đội muốn thỏ nhưng mình muốn làm hổ. Ok, thỏ. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Vâng, rất tiếc một chú thỏ đã bị loại. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ôi trời, bắt một. Chúc mừng chú hổ đã chiến thắng. Trời ơi, lại là tôi sao? Xin lỗi anh em. Không may là không phải là một ngày tốt rồi. Hai trận rồi. Thay đổi mỗi ngày, chúng tôi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Kiến tạo ngày mai từ những sáng kiến đột phá. Change today, create tomorrow. Lotte.